chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình SVTN và Thùy Dương cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lifestyle cùng với Thùy Dương ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trong thời gian gần đây trên đài truyền hình SVTN thì Thùy Dương tin chắc rằng là quý vị đã nghe rất là nhiều về chương trình Hát cho Biển Đông và Quyền Con Người sẽ được trình diễn tại Washington DC vào ngày 6 tháng 7 2014. Và ngày hôm nay thì General Manager của SVTN cũng như là Tổng Giám đốc nhạc sĩ Trúc Hồ có một thông cáo báo chí số 3 về chương trình Hát cho Người Biển Đông và Quyền Con Người, thì Thùy Dương cũng xin chia sẻ ngay là ban tổ chức xin trân trọng thông cáo là sau một tuần kêu gọi thì con số các hội đoàn tôn giáo cũng như là cơ quan truyền thông và trong và ngoài nước cũng đã ủng hộ với chương trình đã vượt hơn đến 119 tổ chức. Và thưa quý vị, là chương trình Hát cho Người Biển Đông và Quyền Con Người tại Washington DC vào ngày 6 tháng 7 2014 sẽ có những tiếng hát như là Nguyên Khang, Y Phương, Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến, Đan Nguyên, Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi, Đặng Thế Luân, Huỳnh Phi Tiễn, Hoàng Anh Thư, Nga Mi, Ngọc Minh và các sứ ngôn viên của đài truyền hình SBTN như là Diệu Quyên, Mai Phi Long và Victoria Tố Uyên. Và tất nhiên là bên cạnh đó là sự hiện diện đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ. Thì Dương hy vọng là quý vị sẽ đến với Washington DC của chúng ta vào ngày 6 tháng 7 2014. Vâng, thưa quý vị, là ngày hôm nay thì hiện tại chúng ta đang ngồi ở nhà của Thùy Dương và Thùy Dương đã được thật là hân hạnh để mời một trong những người nam ca sĩ của Trung tâm Asia mà Thùy Dương đã yêu tiếng hát của anh từ lâu. Ngày hôm nay thì Dương xin quý vị lần đầu tiên trên Lifestyle tiếp chuyện với ca sĩ Gia Huy. Thùy Dương xin chào anh Gia Huy. Gia Huy xin gửi lời chào đến người đẹp Thùy Dương cũng như là gửi chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân thương của SBTN trong chương trình Lifestyle. Anh Gia Huy phải nói là cũng đã một thời gian khá lâu và hai anh em mình cũng không có được gặp nhau. Thì anh có thể chia sẻ với Thùy Dương cũng như là quý khán thính giả là trong thời gian gần đây anh đã có những cái tiết mục gì? Cũng bật mí với tất cả quý vị là cho dù Gia Huy không gặp Thùy Dương nhiều hoặc là những tất cả những các bạn bè mà đã làm việc với trung tâm Asia thì Gia Huy hầu như là hết tất cả các cuối tuần Gia Huy đều được đi bay đến khắp nơi, những nơi mà có người Việt và là nhất là những nơi mà có nhiều chùa khắp nơi trên thế giới. Vâng, và khi mà chúng ta nói đến cái chuyện đó thì thật sự ra là anh Gia Huy và Thùy Dương cũng sẽ đi trình diễn chung với nhau trong 2 tuần nữa tại Boston. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về cái vấn đề này thì Thùy Dương xin bắt lỗi anh Gia Huy một chút, đó là quý vị có biết không, Trung tâm Asia mới thâu hình cuốn Asia 75 vừa rồi. Và thật sự ra là trong chương trình đó là đã phải có sự xuất hiện của nam ca sĩ Gia Huy. Tuy nhiên là anh đã không đến được với chương trình, thì anh có thể chia sẻ là chuyện gì đã xảy ra? Thật sự ra là khi mà Gia Huy được Trung tâm Asia mời lại thì phải nói Gia Huy rất là vui. Vui lắm, nhưng mà Gia Huy thì được cái là mỗi khi đã nhận lời những chỗ nào thì Gia Huy khó có thể mà từ chối. Thì Gia Huy đã hỏi tới ban tổ chức ở bên những cái chỗ chương trình khác. Thì thực sự là cái ngày mà Asia quay video cũng là cái ngày mà chương trình Phật Ngọc mà Gia Huy á, thì thật sự sư cô rất là cần cho Gia Huy phải hát nhạc lễ vào ngày thứ bảy. Vì thế Gia Huy đã xin cô, nhưng mà thật sự ra là bên đó cần hát nhạc lễ và cuối cùng Gia Huy phải từ chối Asia. Mặc dù cũng rất là tiếc lắm, hy vọng rằng là những cuốn gần tới nếu được có đủ duyên thì Gia Huy sẵn sàng là để mà quay lại Asia để mà gặp được tất cả quý vị. Tại vì cũng thật sự lâu lắm rồi, từ cuốn 71 rồi đến bây giờ 75 cũng vẫn không có xuất hiện. Hy vọng rằng là tất cả quý vị mà Gia Huy lúc nào cũng đợi chờ cho những cuốn video của Trung tâm Asia. Nếu vậy thì Thùy Dương xin hỏi với anh Gia Huy là một điều mà phải nói là không những là Thùy Dương, cái này là không biết là không phải là em nghĩ sai hay là đúng, nhưng mà em để ý là có thể là hình như là trong thời gian gần đây thì anh Gia Huy không có xuất hiện nhiều trên những đĩa DVD của các trung tâm. Tuy nhiên là phải nói là anh là một trong những người nam ca sĩ mà đi show nhiều nhất, và em cũng nghĩa là rất là khó để mà có cái ngày phỏng vấn ngày hôm nay, là bởi vì anh Gia Huy anh đi triền miên mà cứ để hẹn được một cái ngày phỏng vấn cho anh trên chương trình Lifestyle là đã rất là khó. Thì anh có thể chia sẻ về cái điều này, em không biết là em nhận xét có đúng hay sai. Thật sự ra thì Gia Huy thì vẫn có xuất hiện những vài trung tâm, nhưng mà đối với hải ngoại của chúng ta chỉ có 2 trung tâm lớn là Asia và Thúy Nga thì Gia Huy không có xuất hiện nhiều. Tuy được vậy thì phải nói Gia Huy rất là may mắn mà Gia Huy vẫn được tất cả những nơi, những cộng đồng người Việt Nam ở khắp mọi nơi ủng hộ và mời gọi cho Gia Huy trình diễn. Một điều thì Gia Huy muốn nói với chia sẻ với tất cả các ca sĩ trẻ là bởi tại sao mà Gia Huy tới giờ này phải nói là cũng sắp sửa là bao nhiêu ta, không dám nói thẳng nhưng mà mình cũng hơi lớn rồi, không còn trẻ nữa,
mà sao vẫn còn được đi show. Thì phải nói rằng là ngoài cái giọng hát của mình ra, phải được cái sự may mắn cũng như là cái tự tính tình và những cái ứng xử gọi là social life nữa thì cũng rất là quan trọng. Bởi vì có những lúc mình đi á, ngay cả bây giờ anh Huy hát được những chỗ ở chùa, hy vọng rằng là sau này khi Gia Huy 60 tuổi, 70 tuổi biết đâu được chùa vẫn thấy à, cái ông cụ này ông lật đật nhưng mà ngày xưa ông giúp chùa nhiều, chắc giờ vẫn kêu ông hát. Thì thật sự là đây là một cái may mắn cho mình mà thôi. Còn ngay cả cái cuộc sống của Huy, từ cái lúc Huy đi ra mới trình diễn thì mẹ cũng đã nói là khi mà con nhớ con được rồi con đừng có tự kêu, con cố gắng làm sao phải friendly với tất cả mọi người. Thì cái đó cũng là một cái mà để cho Gia Huy thành công tới ngày hôm nay. Cho dù Gia Huy không xuất hiện, nhưng khi mà Gia Huy đã đi đến bất cứ một cái cộng đồng nào hoặc là một cái tổ chức nào thì Gia Huy đều có sự return, tất cả đều là cho mình cả thôi. Và một cái điều nữa là thật sự ra là mình socialize hay là mình giao thiệp với mọi người, mình không có kêu cao, mình tiếp xúc với những người bầu show chẳng hạn, thì cái đó một điều quan trọng. Nhưng mà phải nói là thưa quý vị, một điều nữa về Gia Huy là anh vẫn còn cái lửa trên sân khấu. Anh bước lên trên sân khấu là mọi người vỗ tay rồi làm cho mọi người, nhất là quý khán thính giả khi mà ngồi mà xem anh Gia Huy trên sân khấu thì phải nói là anh có một cái hồn mà nó rất là dễ gần gũi. Em không biết là anh có thấy cái điều nhận xét như thế nào. Ồ, phải nói rằng là những cái lúc mà live show á, Gia Huy cũng giống như là bị crazy, không biết mình là ai nữa. Ngay cả quý vị biết từ xưa Aja dựng lên Gia Huy là một ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc nhảy có, nhạc đen có, thơ có, nhạc gì cũng làm hết. Tự nhiên bây giờ lại mình lại có thêm một nhạc, đó là nhạc thiền ca. Nhưng mà phải nói khi mà Gia Huy không biết như thế nào, các bạn khác như thế nào Huy không biết, nhưng mà đôi khi mà Huy hát với nhạc Phật giáo thì hoặc là về những bài về cha về mẹ, Gia Huy giống như có một cái luồng điện ở đâu đưa vào người mình, và thế lúc đó là mình cứ tuôn ra. Còn nếu mà ở trong vũ trường mà quý vị mà bỏ Gia Huy vào trong vũ trường thì Gia Huy cũng không biết Gia Huy là ai nữa, nhảy như một cơn lật đật. Nói chung là đó là cái, có thể là cái máu trong cái người nghệ sĩ. Vâng, quý vị biết không, Thùy Dương ở bên Úc, thì gia đình của Thùy Dương vẫn còn đang sống ở bên Úc. Thì khi mà Thùy Dương về Úc thì thường thường trong xe của mẹ Thùy Dương là lúc nào cũng có những cái CD của Gia Huy. Và phải thank nói you. Là yeah, phải nói là nhất là đối với những người mà sùng đạo Phật thì tiếng hát của anh cũng như là những cái tác phẩm của anh lúc nào cũng là ở trong gia đình của những người yêu nhạc. Và khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề đó thì phải nói là Gia Huy cũng là một trong những người nam ca sĩ mà có nhiều CD nhất. Khi mà chúng ta nói về những cái cuốn CD anh đã đưa ra thị trường thì anh có thể chia sẻ là đã là đến số mấy rồi? Gia Huy mới ra được cuốn CD đó là Tâm Ca thứ 13. Đó là CD Bồ Tát Quảng Đức. Đáng nhẽ con CD này đáng nhẽ nó phải xuất hiện vào năm ngoái, là chúng ta kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Quảng Đức. Nhưng mà vì trục trặc, vì Gia Huy nghĩ rằng là cho dù có trục trặc rồi mình phải cố gắng làm sao có một cái CD đời, biết cuộc đời của mình có sống được 2 lần 50 năm hay không. Cho dù bây giờ là năm thứ 51 mà chúng ta vẫn tiếp tục lúc nào cũng phải là tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức. Cho dù 52, 53, 54, Gia Huy có biết có sống được 2 lần 50 năm đâu. Thế nên vì thế Gia Huy đã làm một cuốn CD về Bồ Tát Quảng Đức và cố gắng cái CD này rất là mong được tất cả quý vị ủng hộ. Đây là CD số Tâm Ca 13 của Gia Huy. Thùy Dương xin hỏi Trái tim là... Bồ Tát. Thưa quý vị, vâng, cuốn CD Tâm Ca 13 Trái tim Bồ Tát đó, bên cạnh tiếng hát của Gia Huy chúng ta còn thấy đây là Giao Linh cũng như là Hương Lan. Thì anh Gia Huy có thể chia sẻ là nếu một quý khán giả muốn đến với cái cuốn CD này thì thường thường là như thế nào? Quý vị có thể là tiếp xúc với Gia Huy ở trên Facebook, có nghĩa là Gia Huy Music hoặc là Gia Huy hoặc Gia Huy Music World. Nhưng mà nếu tiện thì quý vị có thể email cho Gia Huy là gia huy music@yahoo.com, hoặc là quý vị có thể hoan hỷ gọi bằng số phone là 714-590-1519. Nếu mà không có ai bắt phone, quý vị cứ để message, sẽ có người trả lời cho quý vị. 714-590-1519. Thì vâng, thưa một lát nữa khi mà chúng ta quay về lại với chương trình thì chúng ta sẽ nói thêm về những cái lịch trình của Gia Huy trong những thời gian sắp tới. Và đặc biệt nhất là Thùy Dương biết là mỗi lần chúng ta gặp anh Gia Huy thì nói rất là nhiều về những bài nhạc Phật, và bên cạnh đó thì cũng như những bài hát nhạc tủ của Gia Huy mà bao nhiêu năm nay quý khán thính giả vẫn còn yêu mến. Tuy nhiên là một điều mà em muốn biết thêm nữa về anh Gia Huy là khi mà anh được đi nhiều nơi như thế vậy thì cái thú du lịch của anh như thế nào? Khi mà chúng ta quay về lại với chương trình thì sẽ nói một chút về cuộc sống của Gia Huy sau sân khấu như thế nào, và bên cạnh đó thì những lịch trình sắp tới của nam ca sĩ Gia Huy. Thì xin quý vị hãy giữ màn hình sau đây.